chào quý vị khán giả đang theo dõi Phong thủy giàu sang, kênh thông tin chuyên chia sẻ thông tin về tử vi, phong thủy và đời sống. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe và tinh tấn. Quý bạn thân mến, người ta thường nói rằng hạnh phúc của người phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng. Điều này quả không sai, lấy được một người đàn ông thành đạt, yêu thương và chiều chuộng vợ con là điều bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn và tinh tế để tìm được cho mình đúng mẫu hình đàn ông lý tưởng như vậy. Nếu bạn gặp được người đàn ông nào có những nét tướng sau đây, hãy lấy ngay làm chồng, bởi đó là tướng của người đàn ông giàu sang, phú quý, hiếm có. Xem tướng mặt đàn ông giàu sang, người đàn ông có nét tướng như thế nào thì sự nghiệp vẻ vang, tài lộc vượng phát, phúc thọ dài lâu. Hãy cùng Phong Thủy Giàu Sang tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Thứ nhất, vần trán cao, rộng, đầy đặn. Theo nhân tướng học, đàn ông có vần trán rộng và cao, thuộc tiếp người thông minh, tài giỏi, có óc quan sát, sự nghiệp thành công và rất dễ làm giàu. Bản thân người này có sự tu dưỡng bản thân cao hơn người khác nên luôn được mọi người nể trọng. Những người sở hữu vầng trán cao có khả năng lĩnh hội và có một ý chí kiên định, phấn đấu, không biết mệt mỏi nên dễ thành công nổi tiếng. Họ có sự nghiệp lừng lẫy cả đời giàu sang phú quý, ngoài ra còn được quý nhân phù trợ nên dù gặp phải khó khăn cũng luôn luôn có người giúp đỡ. Hơn nữa trong các mối quan hệ xã hội, họ cũng giỏi giao tiếp, tạo được nhiều mối làm ăn lớn, tiền bạc công danh phất lên như diều gặp gió. Sau khi đã kết hôn, sự nghiệp của quý ông này sẽ thăng tiến ầm ầm. Thứ hai, lông mày rậm, xương lông mày hơi nhô cao. Những người đàn ông có lông mày rậm cùng phần xương hơi nhô cao, nhiều thịt, được cho là có tướng đại quý, có tính lạc quan, tích cực và rất dễ thành công, trở nên giàu có. Lông mày có chứa nốt ruồi mang đến cho bạn sự may mắn đặc biệt. Không chỉ thông minh xuất chúng, hậu vận của bạn cũng cực kỳ hiển vinh. Sự giàu sang phú quý luôn nằm trong tầm tay. Nếu gốc mày chạm vào tóc mai, bạn không chỉ gây cuốn hút với mọi người bởi vẻ ngoài hấp dẫn cùng sự thông minh bẩm sinh. Trong tương lai, bạn cũng sẽ làm nên nghiệp lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Thứ ba, lông mày hình rồng hoặc hình mũi kiếm. Lông mày hình rồng, đặc điểm, sợi lông mày đậm dài, chân mày mỏng nhưng đậm dần về đuôi mày cao hơn đầu chân mày. Đây là tướng của những người đàn ông kiên cường, có ý chí bất khuất, dám nghĩ, dám làm. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ phấn đấu tới cùng, đến khi đạt được kết quả ưng ý mới thôi. Khó ai có thể khiến những người này thay đổi chính kiến của mình. Lông mày hình mũi kiếm, đặc điểm, đuôi và chân mày tạo thành góc nhọn giống như hình tam giác, lông mày dài tới mắt. Đây là tướng của những người đàn ông có chức quyền, địa vị trong xã hội. Họ coi trọng chữ tín và bản thân có trách nhiệm với những người xung quanh. Khi hứa điều gì nhất định sẽ thực hiện. Những người đàn ông sở hữu cặp lông mày này rất có nghĩa khí, trí tuệ, giàu lòng tự tôn. Nếu không làm quan chức, những người này cũng sẽ làm chủ doanh nghiệp, nhà hàng, thuộc hạng giàu sang khá giả. Thứ tư, ấn đường rộng, đầy đặn. Ấn đường nằm phía dưới khoảng giữa hai lông mày chừng 1 cm. Phản ánh tính cách cơ bản của một người, ấn đường là nơi tụ hợp tinh khí nguyên thần của một người và là bộ phận rất quan trọng của khuôn mặt. Đàn ông sở hữu nét tướng này là người phóng khoáng, thông minh đỉnh đạt, trí tuệ hơn người. Họ tự tin và cởi mở, dễ dàng giành được cảm tình của người đối diện. Từ đó gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc, đồng thời đây cũng là tiếp người, trí dũng song toàn, dám nghĩ dám làm, đảm đương nhiều trọng trách. Khả năng chịu áp lực tốt khiến họ vượt mọi khó khăn để tạo dựng cho mình sự nghiệp vững vàng, tài lộc đầy nhà, không phải suy nghĩ. Thứ năm, mắt sáng cân đối, lòng đen trắng rõ ràng. Đôi mắt sáng cân đối thể hiện tính cách một người đàn ông chính trực, biết cân bằng sự nghiệp và gia đình tốt. Là người thông minh, tài giỏi, quyết đoán và biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Khi còn trẻ, họ dành nhiều thời gian để phát triển bản thân, sống với niềm đam mê, khát khao cháy bỏng của mình. Một khi đã tập trung vào công việc thì không có gì có thể làm họ phân tán tư tưởng. Trong cuộc sống gia đình, những người này luôn làm tròn vai trò trách nhiệm của một người cha, người chồng. Dù có bận rộn với công việc, họ vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm, chăm lo đến đời sống gia đình. Người đàn ông có đặc điểm này sẽ là những người thông minh, có tính cách rõ ràng, quân tử và chính trực. Họ có khả năng cân bằng tốt giữa sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình. Vấn đề quan lộc, công danh sự nghiệp rất tốt. Thứ sáu, mắt dài và sâu. Trong nhân tướng học, đôi mắt dài và sâu là quý tướng. Chủ nhân của tướng mắt này giàu khả năng tư duy, trí tuệ hơn người. Bên cạnh đó, nội tâm người này sắc sảo,
cư xử khéo léo với mọi người nên được nhiều người coi trọng và khâm phục. Người có tướng mạo này không chỉ thông minh, giỏi giang mà còn giàu ý chí, nghị lực vươn lên, do đó thường nắm giữ địa vị hoặc chức vụ cao trong xã hội. Thứ bảy, tai dày, dái tai đầy đặn. Trong nhân tướng học, việc xem tai cũng có thể hiện biết tướng đàn ông giàu sang. Tai dày thể hiện đây là người có tài ngoại giao, có sức cuốn hút riêng, nhân duyên tốt. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn. Người đàn ông có đôi tai dày cứng và hơi vểnh ra ngoài thì phát về đường quan lộc, công danh sự nghiệp thênh thang rộng mở. Họ là người có tố chất lãnh đạo, nắm quyền chức. Nếu kết hôn với người như vậy thì cả đời bạn không cần phải lo phiền mà chỉ cần hưởng phúc. Thứ 8, tai cao quá mắt. Người có đôi tai dày dặn và vành tai cao quá mắt thường có năng lực học tập nhanh nhạy hơn so với người khác. Người này thông minh, ý chí kiên định, giàu năng lực sáng tạo, phù hợp với những công việc nghiên cứu hoặc tính chất mở. Thứ 9, tướng mũi to và thẳng. Người ta thường nói tướng mũi to, sống mũi thẳng đầy đặn là tướng mũi đẹp, tướng mũi đàn ông giàu sang. Trong nhân tướng học, người đàn ông có sống mũi cao thẳng là tướng của người có trí tuệ, thông minh, nhanh nhẹn, tài ba xuất chúng. Họ sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách để đạt được thành công trong công việc. Điểm đặc biệt ở người đàn ông có tướng mũi này là họ rất độc lập, không muốn phụ thuộc vào người khác. Họ luôn cố gắng vươn lên và phấn đấu đạt được mục tiêu bằng năng lực của mình. Tướng mũi tròn, đầu mũi lớn. Tướng mũi tròn thẳng thì dễ hành xử bên ngoài, thích giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ. Nhiều người quan niệm rằng người đàn ông sở hữu tướng mũi này rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh, thấu cảm và biết chia sẻ với người khác. Vì vậy, lấy được người đàn ông có nét tướng đó, người phụ nữ sẽ được yêu thương, quan tâm, chu đáo. Tướng mũi dày, sống mũi và cánh mũi to dày. Tướng mũi dày đúng cách không lộ, nếu phối hợp với thân hình đẩy đà, ngũ quan hoàn hảo, thì là người phú quý, phát lộc ở trung niên, chăm chỉ tích cực sẽ có được cuộc sống như ý. Nếu người đàn ông còn có nốt ruồi trên chóp mũi là một điều may mắn. Họ sở hữu rất nhiều tiền trong khoảng từ 35 tuổi. Công việc cuộc sống sẽ có những chuyển biến tích cực, thuận lợi, vận hành tiền bạc hanh thông phát triển. Có một điểm khiến phụ nữ không thích về người đàn ông sở hữu tướng mặt này cũng bởi họ có vận đào hoa đeo bám. Nhưng các quý cô hãy yên tâm vì họ rất bản lĩnh, một lòng thủy chung với bạn đời. Nếu lấy được người chồng có đặc điểm này thì hãy yên tâm bạn nhé. Họ là người hết lòng vì công việc nên cuộc sống hậu vận giàu sang, vợ con được nhờ cậy. Thứ 10, gò má đầy đặn. Người đàn ông có gò má đầy đặn là người điềm đạm, tính khí ổn định và là người có nghĩa khí, dễ làm ăn và kinh doanh tốt. Họ có quý nhân phù trợ, người này luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, chăm lo tốt cho cuộc sống của vợ con. Bản mệnh biết cách kiếm tiền, có nghĩa khí, làm giàu cho bản thân và gia đình. Khi đạt được thành công, họ cũng không quên đi những người đã luôn đồng hành cùng mình trong những ngày đầu lập nghiệp. Tương lai họ chắc chắn giữ vị trí quan trọng, nên việc giàu có chỉ là chuyện sớm muộn. Thứ 11, tướng cầm tròn đầy đặn. Người đàn ông có tướng cầm tròn đầy đặn thường có tài lộc thịnh vượng, tiền vào như nước, cuộc sống lúc nào cũng giàu sang, đầy đủ. Họ giỏi trong việc quản lý tài chính, luôn chi tiêu một cách hợp lý, có chừng mực. Càng về già, cuộc sống của họ càng an nhàn, sung sướng, không bao giờ phải lo lắng về vật chất. Quý vị thân mến, người xưa có câu tu tâm cải mệnh, thế nhưng có những người đàn ông không thể cải biến, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, lấy nhầm chồng thì khổ cả đời. Vì vậy chị em hãy chú ý quan sát tướng mạo người đàn ông trước khi đi đến hôn nhân. Theo nhân tướng học, đàn ông có những nét tướng sau đây tốt nhất nên tránh xa. Nếu không nghèo, không ngóc đầu lên nổi thì cũng giàu sang mà đầy nghiệp chướng. Cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé. Thứ nhất, tướng đàn ông vất vả. Tướng đàn ông vất vả là những người có nếp nhăn ở sống mũi, khóe miệng hoặc đôi mắt. Những người này, cuộc sống sẽ gặp nhiều gian truân, cả đời họ sẽ phải bươn chải. Dù cố gắng nỗ lực rất nhiều, nhưng rất khó để khấm khá. Những người này thường sẽ sống kiếp nghèo suốt đời. Xem tướng khuôn mặt những người này, nếu thêm mày mỏng dính thì càng thêm thảm. Người này sẽ phải sống nghèo hèn, luồn cuối đến cuối đời. Họ không tự nắm được vận mệnh của mình, luôn theo đuôi người khác, gió chiều nào theo chiều ấy. Những người không có bản lĩnh như này, cả đời sẽ không làm được việc gì nên hồn. Người này nếu thêm môi dưới quá dày, đời sống của họ càng thêm thê thảm. Đường tình duyên tài vận, các quan hệ xã hội của họ đều trắc trở. Thứ hai,
tướng đàn ông đào hoa. Trong nhân tướng học khuôn mặt đàn ông, người đào hoa thường có đôi mắt hướng xuống, khóe mắt sâu. Đặc biệt, đàn ông có nốt ruồi mọc ở khóe mắt trái, lại càng được nhiều phụ nữ để ý. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, người này vẫn rất thu hút chị em. Các mối quan hệ tình cảm từ sâu đậm tới mờ nhạt của người này khó mà đếm xuể. Đàn ông đào hoa thì ngay cả sau khi kết hôn, các mối tình mới của họ vẫn không chấm dứt. Họ không dành cho vợ mình sự chung thủy đáng có. Ngược lại, nay liếc người này, mai tìm người kia. Vì vậy, hôn nhân liên tục xảy ra cãi vã, sớm muộn gì cũng ly hôn. Tướng đàn ông đào hoa, lông mày thường mọc hơi lộn xộn, không ngay ngắn. Những người này càng có sức hấp dẫn rất to lớn, luôn thu hút người khác giới. Người này dù có cố gắng cũng khó lòng vượt qua cám dỗ tình cảm. Ngoài ra, tóc thường xoăn bẩm sinh, môi dày và mọc nốt ruồi, nhất là ở khóe miệng. Thứ ba, tướng đàn ông nhiều chuyện, đàn bà lắm chuyện, đã tan hoang cửa nhà. Nay lại thêm tướng đàn ông nhiều chuyện thì gia đình sẽ không một ngày yên. Chị em hãy quan sát một chút sẽ thấy, người này thường có tai nhỏ, nhọn, môi mỏng. Chuyện thiên hạ biết thì ít mà bàn tán thì nhiều. Người này còn mang cả chuyện nhà mình tâm sự hết với người khác. Nếu làm vợ người này, chị em sẽ bị để ý và bị chồng nói xấu sau lưng như cơm bữa. Trong các quan hệ xã hội, người này khó giữ bí mật hay nói xấu sau lưng đồng nghiệp. Có một người chồng như này, bạn hãy chuẩn bị tinh thần, cuộc sống gia đình sẽ không mấy yên ổn. Hơn nữa, người có con ngươi lòi ra càng thêm nhiều rắc rối, tính tình nông nổi, không biết suy trước nghĩ sao. Do vậy, người này thường bị vạ miệng, vướng phải những chuyện thị phi từ lời nói, thậm chí hành động vô ý, gây ra hậu quả khôn lường. Thứ tư, tướng đàn ông lười biếng, thích ăn sẵn. Mỗi người có một lá số tử vi cho đời mình. Xem tướng số chỉ là cách đoán định số phận, biết cách tu thân để cải mệnh. Lấy những người chồng lười nhác, chỉ thích ăn sẵn, không chịu làm, người phụ nữ sẽ phải gánh vác trách nhiệm thay chồng cả đời. Nếu không muốn vậy, chị em hãy tránh những người có cằm nhọn dài, nhỏ hoặc môi dưới dày. Người có tướng này không có năng lực, ý chí càng không. Hay nói năng bừa bãi, tính nóng nảy, lại bảo thủ, không bao giờ chịu nghe người khác. Với họ, các cuộc ăn chơi ở đâu cũng có mặt, nhưng lo toan cho gia đình thì phớt lờ. Những người lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, chỉ có làm khổ vợ con cả đời. Đời người phụ nữ, điều trọng đại nhất là lấy được một người chồng tốt. Vậy nên, chị em hãy lựa chọn thật kỹ trước khi quyết định kết hôn. Đừng để thanh xuân trôi qua đáng tiếc chỉ vì lấy nhầm người. Có làm lại thì cũng đã phí hoài tuổi xuân. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những thông tin về tướng đàn ông tốt xấu, sang nghèo mà Phong Thủy Giàu Sang muốn chia sẻ tới quý bạn. Tuy nhiên, mọi tư liệu trên chỉ nên tham khảo thôi bạn nhé. Đừng quá tin vào nó kẻo làm ảnh hưởng, xích mích đến tình cảm. Bởi tính cách cũng như vận mệnh của con người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Chúc quý bạn luôn may mắn, gặp nhiều thành công và cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Phong Thủy Giàu Sang trong suốt thời gian vừa qua. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào về chủ đề phong thủy, tử vi, quý vị đừng ngần ngại để lại phía dưới bình luận. Phong Thủy Giàu Sang sẽ giải đáp trong các chương trình tiếp theo nhé. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.